Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. MC Kỳ Duyên dạng ngời bên chồng Trịnh Hội trong lễ rước dâu. Lễ thành hôn của Kỳ Duyên Trịnh Hội diễn ra thân tình, ấm cúng. Cô dâu, chú rể được khen xứng đôi vừa lứa khoảng 10 giờ sáng ngày 26 tháng 6. Gia đình chú rể có mặt tại nhà cô dâu ở khu dân cư cao cấp Khang Điền, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Bố mẹ Trịnh Hội rạng rỡ trong ngày trọng đại của con trai. Một người bạn hoa hậu tiết lộ cô dâu yêu thích hoa hồng nên hoa cưới, hoa trang trí trong tiệm đều dùng loại hoa này. MC Kỳ Duyên hạnh phúc khi được người yêu quan tâm từ những chi tiết nhỏ nhất. Nữ MC hải ngoại Nguyễn Cao Kỳ Duyên cho rằng phụ nữ đôi lúc không cần siêu xe, hàng hiệu nhưng cần người yêu quan tâm từ những chi tiết nhỏ nhất. Ở tuổi 57, MC Kỳ Duyên được ngưỡng mộ khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung. Sau một thời gian chia tay bạn trai doanh nhân kém tuổi, MC Kỳ Duyên hạnh phúc khi có tình yêu mới, cả hai cùng nhau đi du lịch, tận hưởng cuộc sống vui vẻ. Mới đây, nữ MC hải ngoại còn cho biết, được bạn trai quan tâm từ những chi tiết nhỏ, ví dụ như Kỳ Duyên đây, mai bay đi Việt Nam rồi nên hôm nay tranh thủ lau chùi nhà cửa, dọn phòng cho con. Bỗng có người mang lên cho mình một tô che di em mà đặc biệt là mỗi trái đều đã được lấy hột ra trước. Trời, thế thôi cũng đủ làm lòng em ấm lại. Vừa dọn dẹp vừa ăn cherie, bỏ mỗi trái vào miệng lại tủm tỉm cười một mình. Thế là vui vẻ dọn hết phòng ngủ, tiếp tục đến phòng tắm, chiều trang vậy là nhà cửa sạch sẽ từ trên xuống dưới. Hai, nghĩ lại mình cũng dại, một tô cherie bằng 8 tiếng lao động, đúng là con gái nhẹ dạ. Kỳ Duyên viết qua chia sẻ, dường như Kỳ Duyên và người yêu đang sống chung nhau, nhờ sự quan tâm của bạn trai nên Kỳ Duyên cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ hơn. Nguyễn Cao Kỳ Duyên thời gian qua liên tục đăng đàn ẩn ý về việc đang có tình yêu đẹp sau thời gian cô đơn. Người dẫn chương trình sinh năm 1965 liên tục đăng bài bày tỏ sự hạnh phúc, lấp ló bóng hình của một người đàn ông. Điều khiến khán giả càng thêm đứng ngồi không yên là Kỳ Duyên vẫn quyết không công khai danh tính lẫn ngoại hình của đối phương. Mới đây, rạng sáng mùng 2 tháng 12 theo giờ Việt Nam, Kỳ Duyên tiếp tục thả nhẹ vài bức ảnh chụp cùng bạn trai lên trang cá nhân. Lần này chỉ là ảnh chụp bóng lưng, dĩ nhiên cộng đồng mạng dù có dòm kỹ thế nào, soi cẩn thận ra sao cũng chẳng nhìn được mặt người đàn ông. Thế nhưng, những fan theo dõi Kỳ Duyên lâu năm thì lại nhanh chóng nhận ra đây là người vô cùng quen thuộc. Dưới phần bình luận, Trịnh Hội là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Kỳ Duyên và Trịnh Hội dính nghi vấn nối lại tình xưa suốt thời gian qua cũng vì loạt chi tiết đáng ngờ. Cách đây không lâu, dân mạng soi ra người đàn ông mà Kỳ Duyên tựa đầu tình tứ chính là chồng cũ của cô. Khán giả vô cùng phấn khích nếu chuyện cặp đôi tái hợp sau hơn một thập kỷ ly hôn là sự thật. Khi một fan đưa ra phỏng đoán người đàn ông là Trịnh Hội, Kỳ Duyên lại có câu trả lời như đồng ý. Đoán vậy bà, mà chúng tùm. Đám đông còn lại thì phấn khích, chồng cũ không rủ cũng tới. Ôi tôi thích cặp Kỳ Duyên, Trịnh Hội lắm. Mong cả hai tái hợp thật sự. Rất mong Kỳ Duyên, Trịnh Hội yêu lại từ đầu. Bóng dáng ấy thì còn ai ngoài Trịnh Hội được nữa. Yêu cặp đôi này quá. Anh chị đăng nhiều hình nữa nhé. Trịnh Hội kém Kỳ Duyên 5 tuổi, là một người dẫn chương trình, luật sư có tiếng tại Mỹ. Anh chàng đến với nữ MC khi cô đã trải qua một đời chồng, bất chấp hàng loạt lời dị nghị không hay. Năm 2004, họ kết hôn và dần chiếm được cảm tình từ khán giả. Thế nhưng, chỉ 4 năm sau cặp đôi quyết định đường ai nấy đi, Kỳ Duyên sau đó đến với David Duy Hân, Trịnh Hội tái hôn với Mai Thi. Vòng xoáy tình cảm lại trêu đùa họ một lần nữa khi cả hai đều lần lượt tan vỡ với người mới. Từ năm 2020 đến nay, hai người dính tin đồn tái hợp khi để lộ nhiều chi tiết đáng nghi. Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã từng kết hôn 2 lần và đình đám nhất vẫn là mối tình với nam diễn viên, người dẫn chương trình Điển Trai. Trịnh Hội, nguyên nhân đổ vỡ của cuộc hôn nhân này luôn là điều mà độc giả tò mò, tìm hiểu. Sáng mùng 3 tháng 12, người đẹp Nguyễn Cao Kỳ Duyên chính thức thừa nhận cuộc hôn nhân tan vỡ với MC Trịnh Hội trên forum riêng của mình, chấm dứt những lời dâm gian của cư dân mạng mấy ngày qua. Tin tức được lan truyền trên diễn đàn văn nghệ hải ngoại từ cuối tuần qua về việc Trịnh Hội dọn ra ở nhà riêng trước đó một tuần.
Đông đảo cư dân mạng nhanh chóng chuyển link cho nhau và bàn tán xôn xao về vụ việc hôn nhân của hai MC đẹp đôi này từng bị cho là có vấn đề chỉ sau khi họ lấy nhau được 3 tháng và gần nhất là khi Trịnh Hội về Việt Nam làm việc và tham gia đóng phim 14 ngày sau 4 năm gắn bó. Xin chân thành thông báo chúng tôi đã cùng nhau quyết định chấm dứt cuộc sống hôn nhân. Đây thật sự là một quyết định khó khăn nhất mà cả hai phải thực hiện, nhất là nó liên quan đến hai đứa con. Kỳ Duyên đã bắt đầu bức thư của mình như thế, tuy nhiên cô không đề cập đến lý do hai người chia tay. Đồng thời cho biết cả cô và Trịnh Hội đều dự định duy trì tình bạn tốt với nhau. Trịnh Hội sinh năm 1970 gặp Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1969 lần đầu tiên vào năm 2000 tại Mỹ trong một chương trình văn nghệ từ thiện do anh tổ chức. Năm 2002, Kỳ Duyên làm nghệ sĩ duy nhất tiếp tục nhận lời tham gia các hoạt động thiện nguyện của Trịnh Hội tại Philippines. Chính sự đồng cảm về đam mê công tác xã hội mà hai người đã đến với nhau. Bên cạnh đó, họ còn trùng hợp ở nhiều điểm như cùng học ngành luật, cùng làm MC các chương trình văn nghệ. Năm 2004, lễ cưới của họ diễn ra khá lãng mạn trên một bãi biển ở Philippines với sự tham gia của đông đảo bạn bè là nghệ sĩ hải ngoại. Kỳ Duyên từng có một hôn nhân đổ vỡ trước khi đến với Trịnh Hội và có hai cô con gái riêng. Khi về sống chung, họ nhận thêm hai người con nuôi khác trong quá trình hoạt động thiện nguyện. Tháng 12 năm 2008, Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Trịnh Hội tuyên bố chia tay, kết thúc 4 năm gắn bó vợ chồng, chia sẻ với báo giới Vi. Được hỏi về nguyên nhân của sự đổ vỡ, Kỳ Duyên tâm sự, thật ra người phụ nữ nào cũng muốn có một cuộc sống gia đình bền lâu, nhưng nếu khi nó không được như vậy thì giữa hai sự lựa chọn ở và đau khổ với việc thoát ra một cách nhẹ nhàng không thù hận để cùng nhau đi tìm hạnh phúc mới. Trong cái đó, tôi cảm thấy mình may mắn khi đã thoát ra được một cách nhẹ nhàng. Riêng về Trịnh Hội, bản thân anh cũng thấy chia tay là điều tốt nhất cho cả hai, khác với nhiều cặp đôi đình đám khác. Sau ly hôn, Kỳ Duyên và Trịnh Hội vẫn luôn giữ ấn tượng tốt về người cũ, thậm chí họ còn chúc phúc cho nhau, mong người kia tìm được đối tượng tốt, phù hợp với mình. Trịnh Hội bắt đầu được biết đến từ những chương trình ca nhạc tại hải ngoại và đỉnh điểm là đám cưới với Nguyễn Cao Kỳ Duyên, một người hơn Trịnh Hội khá nhiều tuổi. Và rồi, danh tiếng lại tăng cao hơn khi họ nói lời chia tay, khi hình ảnh một cặp đôi đẹp bắt đầu ăn sâu vào lòng người hâm mộ. Cho đến thời điểm này, cả Trịnh Hội và Kỳ Duyên để kín tiếng về sự tan vỡ của họ. Kỳ Duyên là nữ MC hải ngoại đình đám và là một trong những ngôi sao trí tuệ. Mặc dù vậy, đường tình duyên của cô khá lận đận. Cô từng kết hôn với một bác sĩ Việt kiều và có hai cô con gái. Sau đó vài năm, cả hai nảy sinh nhiều bất đồng dẫn đến ly hôn. Sáng ngày 25 tháng 7, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên bất ngờ đăng tải hình ảnh bên một người đàn ông giấu mặt. Cả hai nắm chặt tay nhau tiến về phía trước và thể hiện rõ sự hạnh phúc. Đang chú ý là lời nhắn nhủ yêu thương mà nữ MC dành cho đối phương, cũng đồng thời là lời ước hẹn năm xưa giữa hai người. Qua cuộc hành trình, em hứa sẽ về, nếu anh chờ, lời hứa năm xưa em vẫn giữ. Từ nay mình nắm tay nhau đi suốt khoảng đường còn lại như anh đã hứa với em, anh nhé. Nữ MC đã nhắc đến lời hẹn ước với người xưa khiến nhiều người chú ý. Hầu hết bạn bè và cư dân mạng đều cho rằng người mà cô muốn nhắc đến là chồng cũ MC Trịnh Hội. Ngoại hình người đàn ông trong ảnh rất giống anh. Theo những gì cô viết thì cả hai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.